Rồi, hello mọi người nha. Rồi, Việt Lao TV đây. Rồi, hôm nay tiếp tục MCSA 2019 ha mọi người. Bài số 3 ha. Cấu hình Local Group Policy ha. Thì cái mô hình này thì như bài 2 thôi, mình chỉ sử dụng một máy thôi ha, máy SV1 ha, rồi IP là 2.211. Rồi bài này thì mô hình nó đơn giản ha, chỉ sử dụng một máy cho nên mình không có làm mô hình chi tiết ha. Rồi thì bài này chúng ta có 3 phần ha mọi người. Thì phần 1 là mình sẽ làm và hướng dẫn các bạn cấu hình về password policy ha. Rồi nói nôm na nó là số cái policy về bắt gọt ha. Rồi giờ chúng ta sẽ bắt đầu ha mọi người. Rồi đây mình mở Hyper-V lên ha. Rồi bài này mình sẽ sử dụng máy SV1. Rồi mình để mình start lên ha, phải chuột start. Rồi, double click vô luôn nha. Rồi, log on administrator ha. Thì máy này nó là standalone server ha. Rồi để cho nó đỡ lối ha, mình đóng cái cửa sổ Hyper-V xuống luôn ha. Rồi chừa một máy thôi. Rồi bắt đầu cấu hình ha mọi người, cấu hình về password policy ha. Và mình sẽ cố gắng làm từ từ ha, để mọi người theo dõi cho nó dễ ha. Rồi chúng ta vô Stone Local Security Policy ha. Rồi mình bung bự luôn nha cho nó dễ dễ theo dõi ha. Rồi trong cái mục đây mình làm về password policy ha mọi người. Nè, account policy ha, password policy. Thì ở đây mục này là nó yêu cầu chúng ta phải nhập password phức tạp ha. Mà password phức tạp là cái gì? Nghĩa là chữ hoa nè, chữ thường nè, số nè ha, ký tự đặc biệt. Đó, bây giờ mình cảm thấy nhập nó phức tạp quá thì thôi mình không cho ha. Rồi mình double click ha, mình chọn disable ha. Ok. Là coi như nhập password cái gì cũng được, không cần phức tạp. Hay gọi nó nôm na là đặt password đơn giản đi. Rồi tiếp theo là minimum password length. Cái này là chiều dài của password tối thiểu ha. Rồi ví dụ đi mình cho 3 ký tự ha. Coi như là tối thiểu phải là 3 ký tự á, thấp hơn là không được ha. Ok.
Rồi, cái ô này đó là maximum bắt gọt rây ha. Có nghĩa là mỗi 3 42 ngày á, là chúng ta phải đổi lại bắt gọt một lần ha. Rồi ở đây mình quy định cho 1 tháng thôi, 30 ngày. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo cột trên ha. Anh Ford bắt gọt history. Cái này là khi chúng ta đổi bắt gọt á, không được phép đặt lại cái bắt gọt hiện thời ha mọi người. Rồi, chọn số 1 nha. Rồi, ok. Rồi ha, giờ chúng ta đóng cửa sổ rồi nha. Rồi thu nhỏ xuống luôn. Rồi chúng ta vào CMD ha. Chúng ta gõ GBDEAD Sigfort ha mọi người. Đó, refresh lại cái policy ha. Rồi là update policy. Rồi, success thôi mọi người. Bây giờ là nó đã apply policy rồi ha. Rồi, tiếp theo mình sẽ tiến hành tạo user ha. Rồi. Phải chuột. Computer management ha. Rồi, chúng ta chọn local user group. User ha, phải new. Ta tạo user U1. Rồi, thế này một này lần trước mình làm vừa rồi ha. Rồi không cần nhập không cần thay đổi bắt gọt ha. Tại lần lớp on tiếp theo. Rồi. Ở đây chúng ta đặt bắt gọt là ví dụ là 2 ký tự đi. Rồi. À, lúc nãy là policy là yêu cầu phải là tối thiểu là phải 3 ký tự ha. Rồi đây mình bấm create nè. Đây nó la làng liền ha. Rồi mọi người thấy ha, phải 3 ký tự trở lên mới được nha. Rồi, ok ha. Rồi giờ chúng ta tạo xong user U1 ha mọi người. Rồi giờ chúng ta cho tiến hành log on ha. Rồi chúng ta sign out cái này đi. Rồi tiến hành đăng nhập với U1 ha. U1. Rồi, đăng nhập U1 ha. Rồi, giờ chúng ta sẽ tiến hành đổi bắt gọt U1 thử ha. Ta nhấn Ctrl Alt Delete ha. Rồi trên bắt gọt. Rồi bây giờ giả dụ chúng ta sẽ đổi bắt gọt mới nhưng mà cố tình là đổi như bắt gọt đang log on ha. Coi như là chúng ta đổi bắt gọt mới nhưng mà cố tình. Đó. Là policy nó không cho phép ha mọi người. Nghĩa là bắt gọt mới không được phép trùng với lại bắt gọt cũ ha.
Rồi ok. Bắt buộc cũ là 3 ký tự nè, bắt buộc mới nè. 4 ký tự là phải bắt buộc phải khác ha. Và coi như là bắt buộc mới không được trùng với lại bắt buộc cũ. Phải khác. Rồi ok, đổi bắt buộc. Ok ha mọi người. Rồi. Rồi bước 2 ha. Chúng ta sẽ cấu hình cao ha, lockout policy. Thì cái policy này nó sẽ khóa tài khoản ha, nếu đăng nhập thất bại 3 lần. Rồi, mình thấy ok ha. Rồi chúng ta phải đăng nhập lại với user admin ha mọi người. Rồi trở lại tool ha, local security policy. Rồi phóng to lên ha, bung account policy ha. Chọn account lockout policy. Rồi. Chúng ta chọn account lockout ha. Red hot ha. Phải chuột chọn property. Rồi account will lock out after ha. Account will not lock out. Rồi ở đây chúng ta sẽ cho quy định là 3 lần ha. Đăng nhập thất bại 3 lần ha mọi người. Rồi chọn ok. Rồi thời gian là 30 phút ha. Ok. Rồi chúng ta đóng cửa sổ lại ha. Xem đây. Rồi bơi đẹp xịt phọt ha mọi người. Rồi, giờ chúng ta sẽ tiến hành thử cái tính năng Account Lockout Policy ha. Rồi, chúng ta sẽ log on với user U1. Rồi, giờ chúng ta giả dụ chúng ta nhập bắt buộc sai ha. Rồi, mình nhập đại đi. 4 số 9 đi. Rồi, một lần ha mọi người. 4 số 8. Rồi, hai lần ha. Rồi, 4 số 7. Rồi, coi như sai rồi đó, sai đúng 3 lần rồi ha. Giờ chúng ta giả bộ nhập bắt buộc đúng nha. Rồi, ai account đã tạm thời bị khóa ha mọi người. Rồi, giờ chúng ta sẽ mở ra thì chúng ta phải dùng log on để administrator ha.
Rồi chúng ta vào Computer ha, Management ha. Hơi khan tiếng. Mọi người thông cảm nha. Giọng không được tốt. Nói hơi khô cổ. Rồi chúng ta property user U1 ha mọi người. Đây chúng ta thấy account đã bị khóa ha. Rồi, chúng ta mở ra. Ok. Rồi, tiến hành log on lại U1 ha. Sao? U1. Ok. Rồi, nắp on thành công ha mọi người. Rồi, tiếp theo ha chúng ta số 3 ha. Rồi chúng ta sẽ cấu hình một số cái policy cơ bản ha trên Windows. Rồi, xin phép mọi người mình gõ không dấu luôn nha. Này giờ mình ghi chú cho mọi người dễ theo dõi thôi. Thì một số cái policy cơ bản trong Windows như là chúng ta sẽ ẩn recycle bin là chẳng hạn nha, ẩn biểu tượng desktop rồi đó. Rồi. Chúng ta bắt đầu ha. Rồi, log on lại với user administrator. Rồi chúng ta phải chuột run ha. rbedit.msc. Đây mình gõ từ từ chậm rãi ha. Mọi người theo dõi cho nó dễ. Rồi ok. Rồi chúng ta sẽ mở cửa sổ local group policy editor ha mọi người. Rồi mọi người chờ chút ha. Đây mọi người nãy có để ý không? À, cái phần mà chỗ chúng ta vô cấu hình local nè, local security policy nè. Đó, là nó nằm ở trong cái phần đây ha. Đó. Coi như là chúng ta chỉ cấu hình security policy thôi ha, là nó nằm trong cái phần này nè ha, nó chỉ là một mục trong đây thôi. Rồi giờ chúng ta sẽ tiến hành cấu hình đổi tên tài khoản admin ha. Và chúng ta sẽ đổi administrator thành admin ha mọi người. Rồi chúng ta sẽ mục vào mục là computer configure ha. Configuration gì đó, cũng đọc gì đó đọc. Windows setting. Security setting ha mọi người. Local policy. Security option. Đây mình làm biết là từ từ mọi người ha. Mình chọn cái mục là account nè. Rename administrator account. Đây.
Remainder cao đúng chưa? Rồi chúng ta phải chuột ha, chọn property. Đó. Giờ chúng ta muốn đổi thành cái tên gì cũng được hết. Rồi đổi thành admin đi cho nó dễ đơn giản dễ hiểu luôn. Rồi, ok ha. Như là mặc định tài khoản administrator sẽ được đổi thành admin ha mọi người. Rồi, một cái policy tiếp theo ha. Là không hiển thị tên user trong giao diện đăng nhập ha. Rồi. Như chúng ta có hình policy thứ hai ha. Rồi cũng trong cái mục security option này luôn ha. Rồi chúng ta chọn cái mục là Do not display last name. Đây. Nó rất là nhiều ha mọi người. Mình nhìn cho kỹ không nó lộn ha. Nó mục là interaction log on á. Rồi chúng ta phải chuột chọn property ha. Rồi chúng ta chọn enable ha. Ok. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng một cái policy nữa là cấm sử dụng control panel. Thì một số user cho sử dụng control panel nó sẽ chỉnh tùm lum ha. Cấm nó luôn. Cái này thì chúng ta sẽ làm cho một user configure ha. Bung ra. Administrator template. Đây control panel đây. Đây. Prohibit ha. Access to control panel. NPC setting ha. Rồi chúng ta edit. Rồi, chúng ta chọn enable ha. Ok. Rồi, tiếp theo một cái policy cơ bản nữa là ẩn recycle bin ha mọi người. Recycle bin thì nó nằm trong cái mục là desktop. Ok. Remove recycle bin. Rồi. Đã chọn enable luôn ha. Ok. Rồi đóng tất cả cửa sổ lại. Sau khi cấu hình policy xong thì chúng ta phải tiến hành update ha, rồi bơi update server. Rồi, enter. Chờ chút ha mọi người.
Rồi, chúng ta tiến hành test lại một số cái policy chúng ta làm ha. Có 4 cái ha. Rồi, sign out. Còn ha. Đây, ở đây chúng ta thấy là nó đã đổi tên administrator nè thành admin ha mọi người. Là một cái policy ha. Rồi cái policy thứ hai là chúng ta sẽ ẩn cái gì ta ẩn ẩn disable bin ha, với lại cấm sử dụng control panel. Rồi policy thứ tư là ẩn cái tên đăng nhập ha. Hiện tại đây nó vẫn còn ha. Rồi chúng mình sẽ thử lại cái policy này. Giờ mình kiểm tra ba cái policy này trước ha. Thứ nhất là đổi tên admin là ok nè. Giờ thấy nó đăng nhập ha. Rồi. Mất cái biểu tượng recycle bin rồi ha. Rồi chúng ta tiến hành control panel ha mọi người. Hiện tại là mình không thấy control panel luôn ha. Ẩn luôn rồi. Đây mình thử đây nè. Control panel ha. Đây rõ ràng ha. Không cho sử dụng control panel luôn. Rồi. Rồi hiện giờ mình đang còn bị một cái policy là ẩn user đăng nhập ha. Rồi bây giờ mình sẽ vô làm lại ha mọi người. Rồi coi cái policy này nó như thế nào. Đó. Coi như là cái policy ẩn thông tin user ha, đăng nhập á, nó chưa có ăn ha. Có thể là mình đã cấu hình sai cái chỗ nào đó. Rồi mình vô kiểm tra lại thôi. Computer configure ha. Windows setting. Đây là mình security setting ha mọi người. Local policy. Security option. Rồi. Đây. Rồi rõ ràng ha, mình nãy đã chọn lộn ha, cái li policy ở dưới ha.
Rồi mình sẽ trả mặc định vô để xin lỗi ha. Rồi mình sẽ định nghĩa do not display last. Sign it. Sign. Rồi chúng ta chọn enable ha. Ok. Rồi. Ta đóng lại ha. CMD Rever update. Rồi xong ha, chúng ta tiến hành kiểm tra lại nha. Log on. Rồi log on coi. Rồi. Rồi mọi người thấy ha. Giờ mình kiểm tra lại từng cái luôn nè. Đây, không hiển thị cái username đăng nhập ha. Thì hồi nãy do mình làm lộn ha. Thì nó nói chung là làm lộn thì cũng không có hay của nó. Ở đây được nó hiển thị cái tên admin cho mình luôn, coi như là mình biết đã đổi rồi. Rồi trong trường hợp này nha, mình đã biết chắc là admin nó được thay đổi rồi ha. Bây giờ mình sẽ log on user U1 nha. Rồi kiểm tra ha. Nè bây giờ mình sẽ kiểm tra cho mọi người thấy ha. Administrator. Kiểm tra từng lại từng policy luôn nha. Giờ nãy mình lộn một cái. Chắc chắn là không được ha, tại vì mặc định nó đã đổi thành admin rồi. Ok ha, giờ không còn là administrator nữa nha. Giờ mình log admin mới được nha. Rồi. Vậy là chúng ta đã đổi account administrator thành admin ha. Rồi. Giờ chúng ta tiếp theo chúng ta thử ba là policy còn lại nè. Rồi log on U1 đi. Thứ nhất là phải ẩn recycle bin nè. Cấm sử dụng control panel luôn ha. Bằng chứng là ở đây không có nha. Chúng ta cố tình luôn. Còn John này panel luôn. Rồi. Mọi người thấy ha. Rồi, vậy là hôm nay mình đã hướng dẫn mọi người bài số 3 ha. Cấu hình local group policy. Ở nó có rất nhiều policy ha mọi người. Mọi người có thể từ từ nghiên cứu ha. Thì trong nội dung bài lab thì mình chỉ làm một số policy gọi là cơ bản thôi. Mấy cái policy còn lại thì mọi người có thể tự nghiên cứu được ha. Rồi hẹn gặp lại mọi người vào bài số 4 ha mọi người. Rồi nếu mọi người thấy hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Cũng như bấm nhận nút chuông á để theo dõi những cái bài tiếp theo của mình nha. Rồi xin chào mọi người.